Đó. Ok, đây, đây, đây. Anh Đức vừa tặng cho Dũng con nho rất nhiều mì tôm nhưng có con nho về mang đi bán á. Ủa, không ăn nhỉ? Không ăn nhỉ? Không ăn nhỉ? Bán bao nhiêu gói nho? 1 triệu 2 gói nha anh ơi. 1 triệu 2 gói. Sao mua bỏ bỏ nhà mới? Lăn. Ui, chưa gì 2 gói bỏ túi rồi. Gì đây?